Tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu với mức chi phí rẻ không ngờ. Quảng cáo ngay trên kênh YouTube Độc Đáo TV. Truy cập ngay website quảng cáo itb.com. Đoàn thọ vì ngủ sai cách. 10 đại cấm kỵ khi ngủ, đáng tiếc nhiều người trẻ mắc phải sai lầm trầm trọng. Giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể lấy lại năng lượng sau một ngày dài làm việc, mà còn thực sự là thời gian để cơ thể có thể thải độc hiệu quả. Thế nhưng, nhiều người ngủ không đúng cách khiến cơ thể thêm mệt mỏi, lo âu. 9 đại kỵ khi ngủ. 1. Không tức giận trước khi ngủ. Người xưa có câu, nộ tắc khí thượng, hỷ tắc khí hoãn, bi tắc khí tiêu, khủng tắc khí hạ, kinh tắc khí loạn, ưu tắc khí hết. Nghĩa là bách bệnh của con người đều sinh ra bởi khí. Phẫn nộ thì khí thăng, tức lên. Vui thì khí hòa hoãn, đau buồn thì khí tiêu tan. Sợ thì khí hạ, tức hãm. Kinh vãi thì khí loạn. Bất kỳ sự biến đổi nào về cảm xúc đều có thể dẫn tới khí bị đảo loạn. Do đó, không chỉ không thể tức giận trước khi đi ngủ, còn nên tự kiềm chế bản thân xuất ra những cảm xúc thái quá. 2. Ngủ không nên nói chuyện. Đông y quan niệm, phế được coi là nơi màu mỡ nhất của ngũ tạng, đóng vai trò chính trong việc phát âm thanh. Khi nằm xuống, phế thu liễm lại, lúc này phát ra ngôn ngữ dễ hao tổn phế khí. Cũng giống như chuông và cánh, không treo lên không thể phát ra tiếng. Ngoài ra, trước khi ngủ nói chuyện sẽ làm tinh thần phấn khích sôi nổi, từ đó ảnh hưởng tới giấc ngủ và dễ dẫn tới mất ngủ. 3. Đi ngủ không lo âu. Hãy đảm bảo bản thân cần tập trung yên tĩnh khi đi ngủ, không lo nghĩ về bất cứ việc gì. Người xưa nói tiên thủy tâm, hậu thủy thân, nghĩa là trước tiên cần để tâm nghỉ ngơi, sau đó mới tới thân thể ngủ. Đây là một bí mật quan trọng của giấc ngủ. Nếu bạn luôn suy nghĩ về các công việc trong ngày hoặc những việc xảy ra trong quá khứ, hay lo lắng cho tương lai, thậm chí lo nghĩ phiền muộn, sẽ không chỉ mất ngủ mà còn tổn hại cho thân thể nhiều hơn lo nghĩ vào ban ngày. 4. Không nên thường xuyên nằm ngửa khi ngủ. Theo Đông y, tư thế cơ thể không chỉ đóng một vai trò thể chất quan trọng mà còn phản ánh nội tâm bên trong. Chẳng thế mà người xưa có câu thành ngữ, lập như tùng, tọa như trung, hành như phong, ngọa như cung. Nghĩa là đứng tức thẳng như cây tùng, ngồi tức vững như cái chuông, đi tức nhẹ như gió, nằm tức cong như cánh cung. Nhìn nhận từ góc độ y học hiện đại, nói như vậy có đạo lý. Các nghiên cứu đều phát hiện trong các tư thế ngủ, ngủ ngửa mặt làm mức độ thả lỏng của cơ thể là kém nhất. Từ đó, tay sẽ đặt lên ngực, bụng, gây hại cho sức khỏe và gây ra các cơn ác mộng. Một điều quan trọng hơn, nằm ngửa khi ngủ dễ gây ra chứng tạm ngừng thở. Thậm chí, nước bọt có thể chảy vào cơ quan, dẫn tới thức ăn có thể bị trào ngược và gây nghẹt thở. Do đó, cổ nhân coi đây là tư thế hoành thi cũng không quá đáng. 5. Không nên ăn trước khi đi ngủ. Ăn trước khi đi ngủ sẽ làm tăng gánh nặng đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến cả giấc ngủ và làm tổn thương cơ thể. Nếu cảm thấy đói trước khi đi ngủ, hãy nghỉ ngơi sau khi ăn một lúc rồi mới nên lên giường. Người xưa nói sáng nên ăn sớm, bữa trưa nên ăn no, bữa tối nên ăn ít. Đây thực sự là một kinh nghiệm dưỡng sinh cần lưu ý. 6. Không nên mở miệng khi ngủ. Theo Dược Vương Tôn Tư Mạc, ngủ ngậm mồm là phương pháp tốt nhất để bảo tồn nguyên khí. Mở miệng, hô hấp có rất nhiều điều không tốt, không những không vệ sinh mà còn làm phế tạng sẽ bị không khí lạnh và bụi bẩn gây kích ứng, khí lạnh cũng dễ đi vào dạ dày gây bệnh. 7. Không nên che mặt khi ngủ. Che mặt khi ngủ sẽ làm việc hô hấp trở nên khó khăn. Hơn nữa, còn làm bản thân tự hít nhiều khí carbon dioxide mình tự thở ra nên không tốt cho sức khỏe. Bởi vậy, trong Tam Tẩu Ca có viết đêm ngủ không nên trùm kín đầu. Điều này cho thấy người xưa rất chú trọng phương pháp dưỡng sinh này. 8. Chỗ ngủ không nên thông gió. Cổ nhân tin rằng gió là nguyên nhân sinh bách bệnh, dễ di chuyển và biến hóa khôn lường. Sau khi cơ thể ở trạng thái ngủ, khả năng thích ứng với những thay đổi của thời tiết giảm xuống nên dễ bị phong tà xâm nhập. Theo Tỏa Toái Lục, chỗ ngủ không nên thông gió, e rằng dễ bị trúng gió đau đầu, lưng bị gió lạnh thì ho, vai bị gió lạnh thì đau cánh tay, nên điều dưỡng hài hòa, dù mùa hè nắng gắt cũng nên như vậy. 9. Nằm ngủ không nên đối đầu với đèn. Ngủ đối đầu với đèn sẽ làm tâm trí không thể ổn định, không dễ ngủ.
ngủ đúng cách, phương pháp ngủ. Cuối triều đại nhà Minh và đầu nhà Thanh, đại y học gia Tào Đình Đồng đã tổng kết một cách hệ thống phương pháp thao tung nhị pháp được lưu truyền tới ngày nay. Thao là điều cần trước tiên, ý niệm cần dẫn động đầu tiên, sau đó dùng mũi hít thở nhẹ nhàng đếm số lần và từ từ thu khí về trong đan điền. Lặp lại nhiều lần như vậy cho tới khi tâm thái nhẹ nhàng và dần dần đi vào giấc mộng. Tung lại ngược lại với thao, mặc kệ tâm trạng tư tưởng suy nghĩ tới nơi xa xăm vô định, thậm chí tới quên bản thân mình đang ở đâu, cũng có thể dần dần đi vào giấc ngủ. Cả hai phương pháp đều không được quá gấp gáp vội vàng. Điều quan trọng nhất cần tĩnh tâm, thả lỏng và buông bỏ hết những phiền muộn xung quanh. Tư thế ngủ. Người cổ đại xưa rất chú ý tới tư thế ngủ. Phật giáo quy định ngủ nên nằm nghiêng bên phải. Tên của nó là giấc ngủ may mắn, cũng có tính khoa học đạo lý, bởi vì trái tim con người nằm ở phía bên trái, nếu nằm nghiêng bên trái có thể gây áp lực lên trái tim. Cuối cùng, chúc bạn có giấc ngủ ngon với cách ngủ đúng để gia tăng tuổi thọ cho chính mình. Theo Trí Thức Việt Nam, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.